Chào mọi người đã đến với kênh Nguyễn Quang Thanh. Ở trong video này thì mình sẽ tiếp tục với video học tập cách sử dụng Figma phần 2. Giờ mình đang mở Figma. Trong tập trước thì chúng ta đã biết cách sử dụng vài tính năng trên DJI File như là các tab layer, tab chức năng bay, rồi đổi tên, tập tin và viết sử dụng các tính năng trong design, một design này. Rồi chúng ta tiếp tục với prototype. Rồi thì mình bắt đầu với cái này trước nha, chính cái công cụ mà mình nói trước. Cái đầu tiên thì cái main menu thì đọc ngược lại thành menu chính, thực đơn chính thì nhấn vào đó, nó gồm như thế này nè: with actions, file, edit, view, object, test, rồi arrange, vector, plugin, with guest, rồi references, rồi libraries, rồi libraries app and account. Đầu tiên là with action, chúng ta là control set, rồi mình nhấn vào thử nha. Đây là nó ghi là search menu, rồi command and plugin, như nó tìm sao á, tìm menu sao, menu thì file thì đúng không. Nó có ra new DJI file, new fix medium, rồi for scape file more pin new c và copy. À hiểu rồi, đây nó tìm kiếm á, tìm kiếm các tính năng, tìm kiếm các câu lệnh rồi. Thôi như mình tạo một cái đối tượng layer rectangle như thế này, nhấn vào hai cái để đổi, mình chỉ nhập nó thì mình mở lên đây. Giờ mình muốn tìm cái group selection đó, selection này, tạo cái group này. Giờ mình có thể vào đây rồi chọn with action rồi group đúng không, group á, selection thì mình có thể vào đây tìm á, là nó tạo ra cái tính, nó sử dụng cái câu lệnh đó luôn. Thì ở trong with action này mình có thể tìm nhanh được mọi thứ, thử tìm được tab design không. Design view DJI file thì không có. Nó có thể, mình có thể tạo new design file thế này được luôn. Rồi từ tính năng khác nha, tính năng sâu and high thôi, hiển thị về ổng à, nguyên tắc là control shift h, chữ hai mình đọc đúng không? Hide, đúng rồi, ẩn dấu. Tìm thử nha, with action nè, sau hình 2 đúng không, mình sau hình 2 á, có nè, đây có nè. Ủa, chỗ đây thì nó thêm mấy cái ô tích nữa, ô tích màu xanh, ô chưa tích là sau left side b. Mấy ô tích thì nó làm sao ta, thì nó có hiện ở trên màn hình cho chúng ta thấy, còn mấy ô không tích là mấy ô nó ẩn đi. Muốn tìm thì phải vào cái with action thì mới thấy. Show layer gif nè, thử
nhấn vào đây thì đâu thấy show layer gif đâu, show 2 thôi, show 2. Giờ mình thử bật sự show layer gif nữa nha, phím tắt là shift g, có nghĩa là hiển thị dạng lưới trình bày, layout là trình bày đúng không? Layout 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 này. Trình bày grid grid lưới grid 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 lưới sau là algorithm lưới nè, những thị lưới trình bày gì đó. Trình bày dạng lưới nhấn vào thử rồi thì mình nhấn vào đây rồi dựng chẳng có cái đây thì nó nằm ở đâu tiêu rồi, còn design có không, còn thiết kế rồi. Layer ở trong này, trong này vẫn không có file edit, mình đang kiếm cái từ nào xuất hiện sau trước, từ sau sau sai layer gif à shift g nè, layer gif nè, nó hiện trên đây nè, nó nằm ở trong view nha. Giờ thử tắt thì tắt sau layer gif thì ở trong phần view nó có bỏ mất rồi, ở đây có nè, ở menu nó không được tích thì tích thôi, tích nó hiện thôi. Ủa cái thước nó nè, ruler nè, giống là thử. Ồ thì nó thêm cái thước cho đây nè, ngon. Thì thước nó hiện từ âm 50, âm 100, âm không đâu, âm không chắc khoảng này á, khoảng này tôi lên nó giảm nè, xuống nó tăng nè, mỗi lần cách khoảng 50 ha. Ủa khoảng này hơi 71 luôn, không có cố định gì hết. Không nè thì nó khoảng cách thước nó theo cái đối tượng mà chúng ta tạo ra. Thì mỗi khoảng cách thì cách 50, cách 50 nha, dưới đây nè 50 nè, không nè, ok. Thì thước này mình làm gì, mình căn chỉnh cho nó, căn chỉnh cho nó đúng thôi, đúng lề đúng kiểu. Ở trên này nó cũng có thước nè, không cũng cách 50 50 50 50 100 50 nhé. Cái khúc màu xanh đây, màu xanh đánh dấu đây là khúc đánh dấu một cái đối tượng, cái width của đối tượng, cái chiều dài chiều rộng của đối tượng. Thì thước đây đẹp em mình đỡ gì luôn nha. Rồi thử vô cái file, cái menu hả, đúng không? Menu này, menu này còn gì nữa không? Để viết action thì mình biết hả? Đã tìm kiếm các tính năng, tìm kiếm nhanh. Rồi trong phần file này, file thì tập tin, liên quan đến tập tin thì trong đây nó có new design file, thì nó giống như chức năng new design file cho đây thôi. Ở trong phần bản thảo nè, cái ngôi nhà là bản thảo nha, ở trong này thì nó chứa tất cả các bản thảo mà chúng ta đã làm. Bạn lướt xuống đây từ phần filter all files, tất cả xuống là những bản thảo mà chúng ta đã làm. Cái đây là dự án hồi lúc mình phần 1 mình để làm nè, nó nằm xuất hiện ở trên đây, mình có thể mở lại được nha, mở lại được cái dự án. Thấy được có cái này rồi thì vậy thôi. Xóa thì tôi nhấn vào đối tượng rồi nhấn delete hoặc là backspace nha.
nhấn nút backspace trên bàn phím hoặc là delete trên bàn phím. Rồi. Bay số 1 rồi thu gọn lại. Vậy thì nó là đó. Chỗ đây là chỗ đây nó cũng có new design file nè, nó cũng design and prototype đây. Prototype là nguyên mẫu, danh từ vật mẫu đầu tiên, nguyên mẫu ha. Prototype design and prototype, thiết kế về nguyên mẫu nha. Đó, thì nhấn vào đây nó cũng tạo cho mình một cái untitled là không có tiêu đề ha, một cái file design tập tin thiết kế mới. Đó. Đó. Thì anh new design new fit jam file, fit jam file. Đó. Coi gì nữa. Ủa, mình không có tạo cái nhấn vào design file về fit jam file về nhấn vào đây thì nó sẽ tự động mất nha cái tính năng này. Tự động mất. Rồi có new from sketch file sketch nhiều kéo chưa bản phát thảo hả sketch rồi sketch cái gì tờ bản phát thảo sketch rồi sketch nghĩa là mới từ cái tập tin phát thảo. Tập tin phát thảo đây gọi là một tập tin phát thảo. Đây là toàn bộ những tập tin phát thảo. Đây, những thứ mà mình đã làm thì gọi là tập tin phát thảo. Thì nó new file thì nhấn vào thử xem. Thì nó nhảy về như thế này. Nhảy về cái vào file Explorer của máy tính đó, file Explorer này, Explorer khám phá tập tin đó. Trong máy tính ở đây mình chọn một cái tập tin phát thảo. Làm sao để tạo tập tin phát thảo thì mình lưu nó, nhưng nhấn Ctrl S ha. Ủa, nó sẽ format auto save do công việc của bạn, nó sẽ tự động lưu. Mình lưu ở đâu? Lưu ở đâu ta? Trong file nó cũng có nè. File nó có save local copy rồi save to history. Rồi save local. Nó lưu ở đâu ta? Rồi cái đó mình để sau nha. Tiếp tục nè. New from sketch file là nó sẽ lấy từ một tập tin phát thảo mà mình đã lưu rồi đưa lên đây để bắt đầu chỉnh sửa. Còn lấy image là địa điểm hình ảnh. Cái đây là control shift key, nghĩa là mình đưa hình ảnh bên ngoài vô á. Ở đây mình ví dụ nha, mình làm một cái thử là ảnh mình ghi là Doraemon, lấy một tấm ảnh nha. Con này lưu về rồi, xong thì mình vô đây file vô place image control shift key nhấn vào rồi mình lấy cái ảnh. Rồi mình nhấn vô màn hình cái để cái ảnh này nó được đưa vô cái phần chỉnh sửa. Giữ control rồi lăn chuột nha để phóng to cái khung chỉnh sửa lên. Đây. Kéo đây để ấy. Để giảm kích thước.
Muốn giảm đúng tỷ lệ của nó thì các bạn giữ ship nha, để nó giảm đúng tỷ lệ luôn. Còn nếu mình không giữ ship thì nó cắt cắt đi phần này nè, và giữ ship nha. Xong ship. Nếu bạn muốn quay lại thao tác vừa rồi thì nhấn Ctrl Z. Đó. Thì chức năng của play mình đó nghĩa là gì á, nghĩa là đưa một cái bức ảnh từ file loader lên cái phần, lên tập tin chỉnh sửa đi, tập tin thiết kế để chỉnh sửa, lên cái này để chỉnh sửa, lên phần mềm để chỉnh sửa, rồi xây local copy, lưu lưu sao chép vị trí. Lưu sao chép vị trí thì đây nó như cái chỗ scat bản thảo như mình nói ha, mình lưu cái dự án một này đó, thì mình vô file loader, vô phần download đúng không, để lưu phần download. Mình có một cái bản thảo, một cái bản thảo cái đuôi là fix nha, FIG. Rồi từ đây mình tắt cái này đi, rồi vào cái new, tạo một cái tập trình thiết kế mới, vào đây vào file, chọn new from scratch file, mới từ một cái tập trình, rồi download scratch file, tập trình scratch tất cả. New step sao đưa ra đây đâu, mình chỗ đây nó cũng lẹ lắm, mình nhấn new step file. Chỗ đây nè, nó ghi là step file, những step file phải tìm một cái, phải tìm file step à mới đưa được, mình chỗ đây không có file step, không có file bản thảo. Thì bản thảo là cái gì ta? Nó đưa đây là biết mấy cái đây là bản thảo thôi. Mình mấy cái đây tìm ở đâu ta? Nó không phần, nó không có chỗ download document, chỗ mình tải phần mềm ha, chỗ mình tải phần mềm Figma thì không nhớ nữa, vô đây thử coi Figma và nhấn vào open file location này, vị trí, mở vị trí file này. Thì nó sẽ hiện to ở đây, rồi copy đường dẫn thử, mình dán ở đây tìm thử, vào đây và mình lùi thử ngoài. Rồi mình đang ở đây, vào đây thử, đùi lại một cái file thử, ở đây nó cũng trong đây mẹ thầy thua không bé quá, step đây vô đây kệ nó đi, nó ở sau. Nó tự động lưu thì mới tạo xong thì hơi phiền, chừng xóa hơi phiền nha, xóa thử xem, nhấn chuột phải nè, chọn delete nè, là xóa, ok, để xóa luôn đi, đó, xóa luôn đi, chọn nhiều được không? Phải giữ control rồi chọn nhiều được không? Giữ phím control, có được nè, mình giữ phím shift cũng được nha, chiếc chọn cái đầu tiên đây, cuối cùng nó dưới control nè, nó chỉ cho phép chọn từng cái từng cái nè. Ok, từng cái cũng được, phải chọn delete 11 cái tập tin, ok xong tập tin gửi lại, rồi chống điệp sĩ để đĩa sạch sẽ. Ô, cái chữ undo nè, mình xóa xong rồi mình có thể hồi phục lại được,
chắc được mấy giây là nó mất cái đây á, không quan tâm nó nữa. À, chỗ đây nó có tab delete tịch nè, là file để xóa. Thì trong này á, à, thì nó có những file để xóa trong đây. Không biết tốn dung lượng không ta, nó có lưu gì tốn dung lượng không? Xóa được nữa không, có restore khôi phục nè, rồi delete forever là xóa bệnh viện nè, dịch đúng forever mãi mãi, à xóa mãi mãi, xóa bệnh viện. Ok, thì chọn cái đầu tiên rồi chọn cái cùng, không được, nó chỉ cho chọn từng cái một à, từng cái bàn thảo một à, thì thôi đỡ đây đi. Ở trong đây có lọc nè, filter là lọc, create by you là để tạo bởi bạn, thì để tạo bởi một ai đó, để tạo bởi bạn, để tạo một người khác, nó thì lọc, tạo một người khác từ ai không? Cao một ai đó, một người khác nữa không? À, bản thân bạn. À, mình tạo mấy cái này thì nên nó hiểu ra mấy cái đây. Hôm nay học tập tới 10:30 luôn nha. Rồi, auto file đúng không? Auto file là tất cả các tập tin. À, nó hiện ra tất cả tập tin. Ở đây là tất cả tập tin thiết kế nè. Rồi tập tin fitme. Mấy cái fit jam đây mình tạo nè. Lựa chọn fit jam hoặc là design file. Nó cũng hay á. Chỗ đây có sắp dạng grid là lưới đúng không? Sau up grid là hiển thị như là dạng lưới, rồi hiển thị như là dạng danh sách. Danh sách thì như gì? Còn dạng lưới là như gì? Sau up list á. Thì mình hay đỡ dạng grid, dạng lưới cho dễ thấy, dễ xem. Rồi trap là gì? Trap là bản thảo đúng không? Trap là bản thảo. Draft. Draft là bản thảo dự thảo á, bản thảo dự thảo. Draft. Draft là bản thảo dự thảo á, draft này nè. Đó, bản thảo dự thảo. Chỗ này có new design file rồi new fit jam file, à mấy cái này nha. À, bình thường rồi nha. Rồi import file. Import là gì? Import là nhập vào, nhập một cái tập tin vào. Rồi đi chữ cái dòng gì nhỏ gì nè. Bring in file from other tools là mang trong một, mang ở cái tập tin từ một cái công cụ khác. Công cụ khác là công cụ ngoài Figma á. Ví dụ như mình có một cái tập tin bên Photoshop thì mình xuất nó ra rồi thử xem dùng cái này có import từ một cái tập tin từ Photoshop được nha. Thử nó ra dạng gì? All file. Nó chọn cho tất cả all file luôn. Để ra thử Photoshop nha. Làm phải từ từ tỉ mỉ. Mình sẽ khám phá toàn bộ tất cả cái tính năng ở trong Figma luôn. Làm xong video về Figma rồi làm cái gì nữa ta? À, chưa nghĩ tới. À, trong desktop mình có mà. Chờ tốn công mở gì? Tắt 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 tắt. Cloud Now. Ok. Rồi, vô desktop. Ở đây có cái logo về Becky đâu đi đuôi về đi
Gì? Unsupported file format không hỗ trợ cái định dạng tập tin này. Tại sao không hỗ trợ import từ file design file? Tại sao không hỗ trợ? Không hỗ trợ hả? Hỗ trợ cái gì? Không hỗ trợ như gì, chẳng lẽ hỗ trợ ảnh thôi, ảnh nè, ảnh định dạng PNG thì nó hỗ trợ nè, nó đưa vào cái bản thảo rồi nè, dưới bản thảo nè. Ngoài hỗ trợ định dạng ảnh ra còn định dạng gì nữa không? Cái đưa video được không ta? Nhớ thì nha, video được không? Chắc là không. Nó không hiện cái kia luôn. Em ấy đứng rồi. Á biết nghe mẹ. Unsupported file format lại không hỗ trợ cái định dạng tập tin này. Định dạng tập tin. Dưới này file import fail nè. Thất bại nè. Import thất bại. Không hỗ trợ định dạng video nha. Không hiện chọn hỗ trợ định dạng Photoshop luôn. Bây giờ mình chỉ biết nó chỉ hỗ trợ cho định dạng ảnh thôi. Định dạng ảnh là định dạng chấm png jpg nhé. Âm nhạc được không? Âm nhạc nó cũng video. À, âm nhạc chấm được thôi. Dưới đây tiếp theo thì một phần nữa, dưới đây explore jam template, nghĩa là khám phá cái mẫu mẫu fix jam, khám phá mẫu fix jam. Ủa fix jam hả? Có bóng mẫu nè, 1 2 4 5, 5 cái mẫu. Ở mẫu nó có cái tiêu đề là information architecture gram daily jam, đóng mẫu luôn nè. Một cái SEO nè, SEO thì còn bao nhiêu mẫu nữa? Wow, nhiều quá, nhiều nhiều nhiều. Ô nhiều mẫu nè. See more in the community, là xem thêm trong cộng đồng, xem thêm ở cộng đồng. Cộng đồng thì chắc nó sẽ mở cái web, nhắm vào nó đưa luôn. Ok, như đây xài được rồi. Đây là gì? Skip when create new file. À, mấy từ tiếng Anh ở trong Figma này nó dễ đọc không nha? May mì nó dễ đọc, nó không, mình xài Figma khổ rồi á. Vậy skip để bỏ qua khi mà đang tạo cái tập tin mới. Ở đây còn đóng cái menu, còn nhiều menu nha. Brainstorm, Figma meeting là cuộc họp nè, mình dịch được mấy từ. Cuộc họp là diagramming, là biểu đồ gì á. Rồi planning kế hoạch, workshop công việc cửa hàng, research design. Từng một nó đại, từng một thì nó có cái mẫu fit jam, đúng rồi, cái mẫu fit jam cho từng từng mục đích. Như mục đích trong cuộc họp thì vô meeting. Ở đây thử thử cái cuộc họp nè. View template là dùng cái mẫu này á. Nhấn vào thử. Ủa nhấn một lần, mình nhấn hai lần nó ra hai cái luôn. Tắt tắt tắt. Lau tab này. Một cái thôi. Ủa đây. Rồi fit jam nha. Đây là fit jam. Fit jam bên này nè. Ở đây title mình sửa một cách vô rename nha. Fit jam. Em gì ạ? Em đúng không? Xem một nha. Rồi dưới đây thì mà đây là một bảng, một cái fit jam về meeting là cuộc họp. Đây
select chun nè, là chọn cái đối tượng, chọn đối tượng đây, chọn đối tượng đây. Giờ mình control rồi năng chuột để phóng to thử nha. Ở trong cái fit jam mẫu này nó cũng làm chi tiết á, mà không biết cái gì hết. Là cuộc họp hả? Ở đây có mấy cái tip, tip là cái hướng dẫn một chút. Rectangle or chain, không biết jam làm gì vậy ta, hủy cái đây rồi xuất ra ảnh nữa. Đây nó có xuất ra ảnh như cái gì hay là sao ta? Waterly blending mâm mâm cọc tháng get started là thiết lập bắt đầu, dùng các mẫu này game chart biểu đồ gan bên phải, hoàn thành rectangle, hoàn thành hình chữ nhật, như là kế hoạch cơ bản cho cái biểu đồ gan ban đầu của bạn, biểu đồ gan của bạn. Dùng cái bàn tay nha, bàn tay để di chuyển nè. Ok, thì cái fit jam này ha, cái nút xuất cũng đã, nếu nó xuất cái nút xuất thì ở chỗ đó mình biết nó làm cái gì. Ở chỗ đây có mấy cái nút này, đây là F, elip, elip tạo ra hình elip sao, new rồi nhận lại để thử, rồi đúng rồi, nó tạo ra một hình elip. Ở đây nó có attach đúng không, attach là thêm chữ, thêm chữ gì đây, chữ tên mình đây, thành enter này, nó xuống dòng sau nó còn thành đây, nhấn bên ngoài thử. Ok, nhấn bên ngoài thì nó tự động thoát ra. Ở đây nó còn hình gì nữa không, hình tròn, hình vuông. À, đây điều chỉnh hình, hình thoi, hình tam giác, hình tam giác ngược rồi đó, xíu xíu này. Của Raylinen Park râu đất thương cổ. Nó tên á, tên của cái hình, tên dạy Raylinen Parallel Gold Ram gì đấy. Ủa hình đấy, hình gì, hình file luôn hả? Ủa hé ha. Rồi chọn màu color này, color violet, đây màu violet, màu màu blue rồi green. Fill nè, cái chữ fill là thấy thay đổi màu nha. Ủa có con mắt nè, thấy mắt thì nó tắt màu đi, nó chỉ còn cái border thôi, còn cái viền bên ngoài nó tô màu thôi. Ok, cái độ dày nên non rồi, tắt rồi. Rồi kiểu dot nè, dot là kiểu đứt đứt nha, còn kiểu short là kiểu kiểu thẳng như nè, nó không có đứt, thì đứt đi. Thì cái này nó chỉnh border thôi, chỉnh cái viền ngoài á, tắt đi. Còn đây bao rồi, hình như là tô đậm chữ. Bây giờ mình thử bôi đen cái chữ thanh rồi thấy coi, á nó tô đậm nè, à tô đậm chữ. Cái đây street throw hả, street throw là gì, nhấn vào từ, à gạch gạch từ đây, chèn link nè, relay link, một có thể back link luôn, link học về cho con. Rồi nhấn vào thử được không, rồi ngoài nhấn vào. Chừng chắc sẽ xuất ra thành cái gì đó nên nó có lên được chỗ này thì bullet delete
list tiêu kỷ yếu, list danh sách á, mục một mình ấy ra cái dấu chấm dưới trong Word Excel rồi thì phải làm. Lết rồi đây căn chỉnh ha, đây normal cỡ chữ ha, đây cỡ chữ U-Hút này siêu lớn, đọc hút cũng đủ gợi ý cực kỳ lớn. Huge. Hiu à hiu, xíu nữa đọc sai. Ok, hiu lớn quá ha. Đó. Thì mấy cái này cũng đơn giản ha. Thì mình có thể di chuyển bằng công cụ Select Tool ha. Di chuyển. Nó không có tab layer như là bên phần design file như vậy ha. Tab layer này. Đó, layer. Ở đây nó không có. Ồ, đây nó cũng có cái đây menu nếu cũng vào được đây. Rồi kìa, từ sau thêm lay mẫu nè. Ở đây nó cho thêm mẫu hay là cái khác, là cái khác nhóm vào thử. Thì đây nó cho sử dụng mẫu, nó add cái mẫu vào và cái đồ vật lúc ban đầu của mình làm vẫn còn ở trong đây nha, đều xóa đi, xóa nhóm delete delete cho bàn phím. Ở đây nó làm cái gì đây? Mấy đây làm như của nhà sản xuất thì nó cũng dễ ha. Đây thì mình tạo một cái hình vuông như này, dùng cái đây để tạo, nó tạo hình vuông. Ở đây thì thêm gắn thêm chữ. Thêm mấy nút like vào. Đây là chữ nha. Còn cái nền. Đó, nền thì nó có cái hình đây luôn. Cái này. Như cái này nó lộn ngược với ha. Xoay ngược luôn. Ấn vào rồi xoay ngược. Ấn vào cái đây rồi nhấn vào quýt đây rồi flip flip xoay. Ủa nó không cho xoay nha, flip horizon, flip theo chiều ngang, vertical là chiều dọc. Ở trong fit jam nó không có cho xoay ha, rồi sao cái đây nó xoay ta, chắc là cái ảnh ảnh nên nên ghép vô cái nền luôn. Ủa, mình sẽ import ảnh vô được. Thử import ảnh được không nha. Ảnh là cái play. Tại chúng ta ấy nhá. Play map nè. Được nha. Đó, ấy con mèo vô được nè. Đó, anh thì thêm cái ảnh thì vô thôi. Rồi đây cái này cũng áp dòng chữ vô thôi, tạo ra cái hình vuông rồi áp dòng chữ vô. Đây thì mình tắt nền đi được ha, tắt nền là nó hiện như gì thì nó hiện cái đường viền thôi, viền bên ngoài border thôi. Đây thì người ta cũng thêm ảnh vào đây cũng vậy, thêm chữ vào đây, chức năng thêm chữ đây. Giờ thử làm cái nhỏ thế nào, một cái hình vuông nhấn vào, tắt đi phần đây phần fill đi thì ở bên trong. Ok đúng không ạ, giờ mình thêm chữ vào ha, thêm chữ vào, tiêu đề
Rồi bây giờ mở rộng ra, rồi thêm một cái tiêu đề bên dưới nữa, tiêu đề này nhỏ hơn, kích thước thì medium thôi, kích thước bình thường, mô tả đó, thì nó sẽ giống như cái trên này ha. Thì đây nó cũng cái mẫu này nó hơi dở thôi, nó cũng dễ. Rồi cái đây cũng giống như ha, đây cũng được ha. Rồi thì cái mẫu này nó hơi dở, dễ làm. Mấy mẫu kia sao? Ủa mẫu này có mũi tên này, sao tạo mũi tên? Đây mũi tên đây, connector. Connector là kết nối gì? Tạo mũi tên này. Ở đây thì nó có mấy cái đầu mũi tên, đầu kiểu diamond, đầu đuôi, đầu đuôi, thêm chữ ở trên cái mũi tên cũng được. Rồi độ dày của mũi tên, mũi tên, loại mũi tên, đây màu mũi tên. Thì còn ba cái này nữa, đây là section. Ủa section là gì? Section là tiết diện, Section. tiết diện sao? Sẽ phân chia tiết diện, thiết đồ, cắt ra từng miếng, chia thiết diện. À, nó dịch ra tiếng Việt rồi mình cũng không biết thiết diện là gì luôn á. Thôi là mạng kè đi. Diện là gì? Rồi, thiết diện nghĩa là toán hả? Liên quan toán hả? Ủa tiết diện là gì? Ủa, trợ lý hình màu đỏ gì? Là cái phần cắt ra, là phần cắt à, tiết diện là phần cắt hả? Vậy thì cái này sao? Shift F Selection thì nó tạo ra một cái hình hình chữ nhật thôi. Đổi tên section nữa, đổi tên được, còn màu thay đổi màu được. Rename section là đổi tên đó. Tắt mắt rồi sao? Nè, không thấy cái section. Thì cái đây làm gì ta? Để căn chỉnh được không? Căn chỉnh như cái này. Thì cũng không được ha. Tiết diện ha. Còn cắt ra. Thì dùng nên dùng cái đây để làm gì? Công dụng nó thì để sau ha. Cái này là stem, đánh con tem hả? Stem là con tem, đánh dấu con tem à. Ủa à, biết cái hình mặt cười ở đâu ra đâu, đây cái mặt cười ở đây đâu ra rồi, nên stem đây chắc để làm đẹp thôi đó, chọn hình mặt cười nè. À, cái hình này nè. Ủa tạo gì mà nó không tạo ảnh, nè tạo nè, tạo được rồi nè, tạo xúc. Còn cái này widget sticker, widget là tiện ích ha, sticker làm cái sticker chúng ta thường hay dán trên tủ lạnh ha, mấy con mèo Doraemon dán trên tủ lạnh. Còn template and more là cái mẫu, cái mẫu hoặc là nhiều hơn hoặc là cái khác ha, giống là tự nó ra mấy cái hình. À, sticker nè, tự sticker nó cái gì? Ồ, mấy sticker này nó cũng đẹp nha. Store sticker 100,
chúng ta gọi là mạng tìm ảnh để dán vô như con Doraemon này nha. Ở trong đây này có mấy cái sticker template mẫu này, mấy cái widget này. Widget là cái gì? Tiện ích ha. Rồi ở đây tiện ích thì của nên nó tạo một cái nốt nè, tạo một nốt luôn. Sẽ đây thêm cái nốt à, đây nó tạo ra một cái mẫu sẵn để mình thay thế chữ thôi ha. Cái con chuột này chắc mua con chuột mới ba. Vẫn đây thì thay không được ha. You can only edit not you can create. Bạn có thể chỉ chỉnh sửa ghi chú, bạn có thể đã tạo ra nó. Còn về ok được rồi. Giờ dấu cộng này để thay đổi nha. Widget ha. Widget sticker rồi plugin. Plugin là mấy cái chức năng thêm 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 thôi, chức năng để tích hợp thêm mà còn nhiều cái khác ha. Code block timer này mấy này nâng cao quá, ở đây có khi cả đời cũng chưa xài nữa. Ở đây nó hiện tất cả ha. Đây, trong đây phần tìm kiếm đây là nút gì, nút đọc to size. Đọc là gì? Dock là bến tàu. Dock. Dock bến tàu. Động từ là verb tiền lương. Bến tàu chất lượng, cầu tàu, ghe chót, thất nghiệp. Bến xe làm sao? Nhóm về làm sao? Thì chẳng sao đâu. Nên nó nhảy về đây thôi. À, cái đây thì nó có thể di chuyển được nha, mình có thể sắp xếp lựa chọn đặt đâu cũng được à, để di chuyển thôi. Di chuyển đây nó lùi đây luôn, nhưng mình tắt nè, làm cái bình thường từ đây thì nó không có di chuyển ha. Đó. Đó. Di chuyển mình ở dưới đây nó không có gì, tự đánh mặt cậu, tự đánh mặt. Thì cho đây chức năng về ba, có không có cũng được. Đó. Có không được, không có thì nó cũng làm được nè. Nè à hiểu rồi thì á, thì nhấn vô đây hay là ấy, cái này nó cũng giống như nhau nha, nó cũng khởi động chức năng đó thì sai vậy, đó thì sai. Ok kéo nhấn cái nút lá thì nó cũng tự động khởi động cái chức năng đó rồi. Ở trong này thì còn chẳng còn cái gì khám phá hết á, cái chức năng này thì hết rồi. Ở đây đây có không, cũng có. Ở đây thì nó cũng giống như chức năng control lở lăn chuột ở trên bàn phím để phóng to phần khu làm việc nha. Đây thì bình thường thì 100 100% 100% là bình thường đúng không, không biết. Rồi cộng trừ chỗ đây collaborate collaborate ơi mà sao collaborate collaborate hợp tác nha, collaborate thì nhấn vào đây chỉ cả emo, emo là
cái hình emote. Nó giống như chức năng stem ở chỗ đây nha, còn không khác gì hết. Cái chức thêm mấy cái chức năng thôi. Timer thì chúng ta để thấy ở đâu ta? Quen trong đây ở chức năng mo này, nó có timer nè, nó cũng gì ha. Hiver timer là gì? Đúng là cho 3 phút đi rồi phát động. Ủa thì nó chạy nè. Có khi nào thì cái đây chiếu lên tất cả mọi người xem rồi rồi làm bài thi bắt đầu tính giờ. Chắc đây tính giờ. Đây chiếu lên để trình bày cho đám đông nữa. Rồi tăng thêm phút nữa để tắt tiếng thì design như là thu nhỏ lại. Rồi xong cái đó là chamber thì tắt được không? Mình sẽ tắt cái đây, nhấn lại chamber thì vẫn tắt, nhấn lại cái nút này dành chamber nè, rồi nhấn nút X để tắt. Okay. Cái đây là cursor chat, là cursor là cái con chuột á, mình thấy con chuột trên màn hình là cursor chat hả? Cursor chat, nhấn vào thử. Hả? Ủa thì cái chat nó hiện vô đây rồi. Say something, nói gì đó. Hello, my name is Stan, I'm from Vietnamese. À, Việt Nam thôi, Việt Nam y là tiếng Việt rồi. Từ sao? I am from Vietnam and I speak Vietnamese very good. Rồi, ok. Nói mình nó không có vô ta. Tạo chức năng thua hả? Không biết xài nữa. Nói xong tin mình nói rồi mình nó không vô. Rồi hai file là cao 5 hả? Chắc là cụm động từ á. Cụm động từ giống như anh thì khi đọc vô nghĩa nó tầm bậy không? Mà kiếp lại nó mang nghĩa khác. Cái gì? Hi-Fi là đập tay. Vậy mình có một cái hỏi này, nãy giờ cái chức năng này để làm gì vậy? Nó giống như cái Google Meet khi học online với ta. Đập tay. Hợp tác vui vẻ các đồng chí. Đập tay anh em. Anh chị nghĩ ý nghĩa là gì hả? Rồi thua. Của Storm là gì? Storm là cái emotion. Cái từ cảm xúc. Emote. Emotion đâm mình. Ok. Add comment là thêm cái bình luận ha. Thêm bình luận ở đâu? Nhấn vào đây, thêm bình luận. Ôi, chỗ này anh làm tệ quá à. Thì nó lên comment đây. À, thêm nhiều comment cũng được nha. Mỗi comment mình phải thêm rồi nó mới cho comment tiếp theo. Rồi thì tắt chức năng comment đi. Thì tắt của mình đi. Thì chỗ mình comment mình chỉ rê chuột vào là nó hiện comment ra. Rồi tên người comment, rồi chỉ thời gian, just now là mới bây giờ nè. Đúng không? Chuyển đổi tiếng Anh quá siêu. Bắt dịch tiếng Google vài mệt quá. Just now là vừa rồi. Nên chỗ đây nó hiện thời gian comment. Thì như là Fit Jam như là một cái phần mềm để trình bày trước một hội thảo nữa. Nút xe thì nút xe này
thì nó sẽ giúp mình có thể mời người khác vào cùng chỉnh sửa. Mày hiểu không? Ở đây có một cái tập trên dự án như thế này. Một mình sửa thì quá sức đi, quá nặng đi, thì mình có thể mời thêm một người nữa vào cùng làm với mình. Ừ. Hiểu, cùng làm thì cùng làm, nhưng mà vô hai người vô phé rồi làm tầm bậy luôn là tiêu á. Invite là mời, nay có hai tab, một là tab invite, một tab public to community. Community là tab cộng đồng và tab mời. Cộng đồng thì public cộng đồng là công khai cái cộng đồng, công khai đến cộng đồng. Rồi trong tab invite thì nó có thông báo nè, to add editor để thêm những người chỉnh sửa khác. Thì trước tiên di chuyển cái tập tin này từ cái bản thảo đến cái một cái dự án. Đầu tiên phải di chuyển đến một dự án nào, giờ mua file thử. Ở đây thì để mời một cái người chỉnh sửa mới đến cái dự án của tập tin của bạn, thì di chuyển nó đến cái dự án teamwork, dự án nhóm đầu tiên. Thì bản thảo là dự án cá nhân của bạn, không gian để bạn để công việc. Rồi khi mà bạn sẽ có thể chia sẻ dự án đến những người xem. Rồi di chuyển tập tin này đến cái dự án nhóm, rồi về collaborate là gì, là nghiên mẫu đúng không? Và nghiên mẫu với giới hạn, không giới hạn người, không giới hạn người chỉnh sửa. Ủa vậy đây không có giới hạn, mình mời không giới hạn hả, người editor hả, lên mo hoặc là mua to rajit, mua to rajit project gì đây. Ok, nói chuyện tao mình tao đây thành tìm kiếm sách to 14 and 4 project, rất không thể bản thảo không thể nào được chỉnh sửa bởi một người khác. To let để coi người khác thì sửa, mình dựng đến dưới sửa. Phải tạo new team, phải tạo team đồ nữa. Cái dòng thông báo này thì mình bỏ qua nha, không có quan hệ gì hết. Ở dưới đây, ở đây thì mình có thể edit và mình có thể đưa email vào nè, nó ghi này email nè, hoặc là comment separated, comment separated bỏ ra không biết, SMB email à. Thì các bạn có thể đưa một cái email của một người nào khác mình muốn kêu người đó vô chỉnh sửa cùng với mình. Ở đây có phòng crazy hay còn gmail.com chẳng hạn. Đây thì cài chức năng cho người đó có thể chỉ sửa, chỉ có thể xem hoặc là có thể chỉnh sửa luôn, thì thiết lập quyền hạn cho người đó rồi gửi send file. Thì nó chuyển vào Mutu Rosette, Rosette hay là Rosette. Project. Project nha, project. Rồi chuyển tới chỗ đây, lại tới chỗ đây. Sao đây? Ủa sao lúc này nó chưa có? Chưa có nha. Dự án không thể nào đi đến bởi người khác. To let to order. À, đến cùng đến người khác chỉnh sửa file này. Di chuyển đến bên dưới. À, họ nhắn vào team project nha, rồi nó mới di chuyển về mua thịt. Rồi vậy thì bây giờ mình vô cái Gmail học cái gì game cộng gmail.com thử nó có trong điện thoại mình vừa mới thông báo á, vừa thông báo mới nhận được cho nha. Rồi trong đây á, trong trong học bài dây của mẹ chú com này mình mới nhận được thông báo
được chia sẻ tới bởi những đây rồi có để mời bạn để chỉnh sửa cái untitled này, cái tập tin này. Mình có thể mở mở file luôn, lúc mở file bây giờ mình vào đây mình sẽ thấy đó, chọn thấy thêm một người nữa, bạn nè, mình đây là mình nè, mình đang xài nè, còn đây là học ba dây trong em chúng con á. Bây giờ stop the flow anonymo là gì, anonymo vô danh, anonymous, anonymous, anonymous là vô danh nha, anonymous, anonymous, anonymous. Thì vô danh ở đây là học qua dây gmail chúng com á. Đây đó. Thì mình vào để vào được rồi thì có thể chỉnh sửa luôn nha. Mình dịch tiếp tục với gmail đó, rồi đăng nhập rồi có thể chỉnh sửa luôn rồi đó. Thì ở trong đây nó thêm một người nữa nè, mình có thể thay đổi cái quyền hạn cho người đó cứ lúc nào nhé. Resend file, mời lại ha, mời lại, gửi lại lời mời, hoặc là xóa, xóa người đó ra cũng được. Copy ngồi mình add email người đó vào cái thanh này rồi nhấn vào send invite, gửi lời mời. Thì còn một cách nữa thì cách này nó hiệu quả hơn, nghĩa là mình thiết lập trước đây, thiết lập có thể edit hoặc là có thể xem thôi trước, rồi sau đó nhấn vào cái đây copy link thì mình vào một cái tài khoản Gmail khác. Thì người nào mà có cái link này, mình vào bằng cái link này thì người đó có thể được mời luôn, được mời vào đây luôn. Giờ nó sẽ có ba người nè, đừng có tự đánh mặt nữa nha. Trần Trí thêm một người nữa thành ba người, nó không hiện trong đây, mình hiện chỗ này ở no ở no ở no ở no gì ở no nơ ở no nơ mâu no mệt ở no nơ mệt ở no nơ mệt ở no nơ mệt vô danh rồi. Thì người đây nó cũng có thể làm được tính năng hết không, có thể tiếp tục là xem tùy theo người rồi là gì đó. Còn cái đây copy link thì biết rồi ha, còn đây get embed code, get embed code các bạn nào thấy chữ embed là nhúng rồi, nhúng code ha. Thì copy thì nó có dòng nhúng nè, nhúng đây thì mình sẽ bỏ lên website ha, thử không. Ok, mình có một cái website này, giờ mình bỏ cái nhúng này lên xem. Rồi new mình sẽ tạo bài viết mới nha, nhúng thì phải về phần văn bản, không thể là trực quan được, về phần văn bản rồi dán nhúng vào. Đây mình sẽ nhấn xem thử. Đấy. Đấy thì nó hiện ra một cái đồ nhúng như thế này, cũng đẹp đó ha, nhúng vô nó có hiện ra bên trong dự án mình để làm luôn. Đây có phóng to phóng nhỏ, khi người nhấn vào đây thì mình phải đăng nhé. Đó thì chắc cũng được là nhận lời mời thôi. Thì đó là hai cách, ba cách, ba cách để share cho người khác, chia sẻ cái dự án này để làm chung, làm group, group team, team group, team hay group team đi, lấy đi team này. Anonymous, anonymous,
vô danh nha, bắt đầu theo dõi. Rồi Spotlight Me, Spotlight Me là gì? Spotlight Me làm tôi chú ý. Spotlight Me làm tôi bóng sáng. Làm tôi chú ý hả? Ồ, chú ý chưa? Chú ý chưa? Mình thêm cái vòng đi nè, vòng chạy nữa. Từ bên đây thấy không? Ồ, thấy luôn nè. Ok, nếu bạn muốn làm ai chú ý thì phải nhấn vào cái nút đó nha, Spotlight Me. À, nó sẽ tạo vòng hay á. Ở chỗ đây. Stop đi, stop đi. Đây. Quay tai nghe đây nó bị đơ luôn rồi, nhấn vô nó không được. Chỗ đây thì nó cũng có một cái chỗ sau version history để xem cái lịch sử phiên bản. Ở đây double K đây này, nó sao chép, nó double lên, nó double thêm một cái nè, nó nhân đôi thêm một cái nữa. Rồi còn rename đổi tên go to project project go to project thì đi đến dự án, thì đi đến dự án thì chỗ đây nó hiện ra mấy template hả, vô cái template rồi team project dự án team. Rồi chỗ đây thì nó vô đây, ấn nó thì vô đó, ấn đó thì vô đây nha. Vô đây nè, ấn đó thì vô đây. Rồi di chuyển đến project thì nó sẽ di chuyển đến đây. Thì mỗi cái đây là mỗi cái project nha, cái gọi là project, mình có thể thêm project khác cũng được, được không? Nè, create new team nè, như thêm tên như thêm project. Rồi favorite this file thì yêu thích cái file này, như làm đánh dấu á, thì thường làm đánh dấu gì thì ở chỗ đây. Ủa, chế độ làm sao thoát ra đây? Năm cha thoát ra liền phải tạo ra rồi mới cha thoát hả? Create team, tạo ra một cái nhóm ha. Create name, team name hả, tên nhóm hả, tên một đi, nhóm một đi, thành vài nhóm một. Yeah. Create team, quá hàng nhỏ gì quên thu đọc luôn. Rồi add the combo rater, rater là nghiêng mẫu ha, thêm cái nghiêng mẫu của bạn, người nghiêng mẫu của bạn. Bạn có thể nâng cấp cái người dùng, quyền hạn người dùng trên cái trang team sau khi để thiết lập xong. Bây giờ thêm cái email người khác cũng được nha. Rồi skip all now, mình không thêm ai hết. Ở đây chọn cái gói, thì gói nha, gói cho team. Mỗi gói thì nó có giấy khác nhau, có gói free nè, gói setter, gói process, Serial, Original, từng theo cá nhân, tổ chức này đó. Rồi nó có software design thì 12 đô, cái game thì 3 đô, đây đắt hơn. Đây giá mỗi tháng nha, tháng giá tiền mỗi tháng. Người editor khi mà trẻ bình thường mỗi tháng. Đây thì thêm các tính năng, ở đây có 1, 2, 3, 4 tính năng à. Đây đóng luôn CFIOMO, nó phải đỡ cái chữ đây để rút ngắn cái các tính năng luôn mà. Quá nhiều. Thử tính năng gì nha. Đây giới hạn, thử gói free thì còn cái gì nha. Rồi, gói free thì unlimited, không giới hạn cái tập tin trong dự án, mình tạo dự án không giới hạn. Rồi ba cái Figma, design file team, ba tập tin Figma trong team nha, cũng biết nữa. Rồi ba Figma jam trong team,
rồi mỗi cái cho bé gái. Trong game thì có bé gái, qua design thì có bé gái phích diện. Rồi một cái team project, team project. Ủa gì đi, một team project hả? Một team project, một dự án team. Ủa nãy nó có một cái dự án rồi, bây giờ mình tạo thêm cái dự án này nữa, không biết được không? Hay là cái đây tính mới, cái tính một dự án rồi kệ nó đi. Gì đây, everything is start, mọi thứ bắt đầu à, mọi thứ của cái đây ha. Rồi không giới hạn, không có gì, không giới hạn team ha. Đây giới hạn bè ra bè cái giới hạn, đây không giới hạn dự án nè. Ôi thì biết thì nhìn cái đây biết lựa chọn sao rồi, chọn free ừ. Thì nó nói là nó chỉ có cho một cái team thôi, bây giờ mình tạo team được nữa không? Được nữa nè. Nhóm 2 thì thôi viết for now bỏ đi. Ủa chọn được rồi thì nó lạ quá. Còn mỗi cái project thì nó có một cái team project, một cái project thì nó có team project nhóm 2, nó có team project nhóm 1, nó cũng có team project, cái thành nghĩa team cũng có project. Thì mình đã có ba cái team rồi nha, sẽ nãy nó nói một cái team này làm. Thì mỗi cái team project thì nó có một cái khác nhau. À, đây 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 này, đây đây là favorite file, nhớ không, nhớ không? Ở đây mình nhấn vào đây và chọn vào cái mới này. À, và chọn vào favorite file thì thêm cái này thành danh mục thì tạp yêu thích, thêm cái này thành cái danh mục dự án yêu thích thì nó sẽ xuất hiện ở chỗ cái favorite file vô đây là các tập tin yêu thích đó. Thì nó hiện vô đây, nhấn vào đây thì mở ra cái tập tin yêu thích. Thì cái mấy cái team này là làm việc nhóm nha, mình thì làm cá nhân hơn. Thì không có dùng mấy cái nhóm này, nếu làm nhóm thì thêm vào nhóm thì trong đây có project rename tên dự án mình, member thành viên, add vô là các thành viên hả? Các thành viên, các dự án, các thành viên rồi và đọc member. Members. Member các dự án, các thành viên rồi các cài đặt, các dự án trước thì ở đây nó có sắp xếp nè, last modify sắp xếp rồi thứ tự nè, rồi vertical đây sắp xếp thêm một cái kiểu nào đó đây thì đỡ last modify thì last modify thôi. Team project thì dự án team, nhấn vào đó thì nó sẽ chuyển xuống này. Ok, chẳng có dự án nữa, vào cái thanh những team nha, chỗ đây thì nó có nè. Thì nãy mình làm ba cái rồi, mình để chia sẻ hết ba cái, mình đưa nó vào, di chuyển nó vào cái team này, để nó hiện ra có nè, rồi nó hiện thời gian upload 8 phút trước. Có bốn cái file ha, bốn cái file mẹ nó hiện cái ba file à, nút mo thêm mo đâu, si mo đâu, si mo để xem thêm đâu, sẽ có ba cái mà hiện lên bốn cái đây, nhấn vô thử. Ok thì trong đây nó có bốn cái. Thì các member, các thành viên thì ở trong đây mình có một thành viên thôi,
Nãy các bạn nhớ create new team không? Nó có add email á, thêm email á, thì cái chỗ đó thêm thành viên xem á. Ở đây mình có một thành viên thôi là mình á. Rồi đây thì mấy cái sắp xếp thôi. Ủa, này thì chức năng team, quyền hạn của team để owner chủ không, rồi cài đặt thì cặp cho đây cái số team nữa nè, mình xóa cái nhóm team một nha, tự nhiên setting này xóa team người permanent delete team and resort within, không biết không ạ. Ủa đây thì nguy hiểm nha, thông báo gì với đây sẽ thâu thu quá, đọc mở miệng quá thâu vào thôi. Cho nên nó thay đổi tên team được nè, thay đổi tên nhóm, rồi đây thay đổi cái icon của nhóm, rồi cho đây thiết lập cái handle nếm hả, nếm nhóm dự án, profile, profile gì, handle là gì, handle nghĩa là nếm, mà sao nếm đây, handle để xử lý, Handle. handle xử lý. Ủa còn nếm là gì, nếm là candle à, candle này handle, handle là xử lý. Profile là gì, profile Profile. profile là hồ sơ, thiết lập xử lý hồ sơ nhóm, thiết lập hồ sơ để xóa nhóm, thì bật về thiết lập mặc định thư viện nhóm cho tất cả các tập tin team kê để nâng cấp cái gói của bạn. Hồi nãy mình xài gói miễn phí đó, có thể chỗ đây nâng cấp được nha, lên nền bay team Rarities là thư viện nhóm, rồi nhóm bên đây có gì, about thì mình có thể viết một dòng mô tả về cái nhóm này, rồi member cho đây hiện thành viên thì chỉ có một thành viên nên là mình, nên hiện cho đây một thành viên, rồi starter người bắt đầu, overview là gì, ngầu một tiếng mệt quá, view là tổng quát, Overview. view người bắt đầu tổng quát nhóm không, hoặc là không trên b footme file để dùng, không trên b à, đây là số footme để dùng nãy nó có trong gói miễn phí nên không trên b nên là chưa có gói nữa, đây một trên một cái dự án, một trên một team line, team library là nhóm, team cá nhân productionary, professional là chuyên nghiệp, Professional. professional là chuyên nghiệp. Đó, nâng cấp cái gói team của bạn cho không sử dụng file dự án gì đó đó. Mệt quá, xem tính năng thì mệt quá. Rồi thì, mình lúc đầu như cũ, ban đầu này chỗ resend đây ha, resend edition rồi lại dịch nhớ resend, resend là gần đây mà không biết đọc. Recent. Recent nha, recent thêm add vô là các cái dự án gần đây. Ok, hết rồi. Đây mình biết hết rồi. Chỗ chấm hỏi là gì? Hỏi là help ha, help giúp đỡ. Rồi help help là trung tâm giúp đỡ, trung tâm gì đó, YouTube video, rồi delete. Delete là giảm hay tăng? Rồi gì đó. Submit feedback, hỏi cộng đồng, thay đổi ngôn ngữ,
À, các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ vô đây nha, từ cái tiếng Việt không? Một tiếng Anh là tiếng Trung mà. 2 tiếng. 2 tiếng. Biết viết ngôn ngữ mà dùng cho Figma, website. Ok. Chỉ có 2 ngôn ngữ là xài tiếng Anh thôi. Chắc là phiên bản nè, chắc là bản thảo, bản thảo. Ủa, có thể tổng chat hả? New file. À, đó thì bê cái đây nè. Community là cộng đồng này. Trời ơi, cộng đồng. Admin thì nó cũng cũng như play play thôi. Ok, quay lại. Bạn muốn tìm hiểu sâu thì có thể vào các cộng đồng này nha. Rồi, chỗ đây. Hình như mình đã tìm hiểu hết rồi ha. Ôi, cái này thì mình nhấn chuột phải thì nó hiện ra gì? Show in project thì nó nghĩa là hiển thị ở cái dự án này với cái này nè, thử xem. Đó. Thì team project nó dự án thì chỗ đây nó nằm chỗ nào, nằm trong team nào, trong team Thanh Nguyễn. À, nằm trong tiêu thương nghiệm. Thử còn gì nữa, open à, thì mở thôi, mở ra như gì nè, rồi copy link thì copy link thôi, như xe, chức năng xe, chức năng xe đây nè, copy link, copy có bị gì nữa rồi. Add to your favorite thì add vô đây thôi, thêm vô danh mục yêu thích thôi. Share thì share chức năng share bên kia. WK thì photo, photo đây thôi, photo đây một bản copy. Rename này đổi tên, delete để xóa, còn remove from recent. Reason hay reason, reason á, reason remove thì xóa khỏi cái thư mục gần đây thôi, xóa nó đi, xóa gần đây, xóa đi. Nó thì trong mục gần đây bạn sẽ không thấy cái đó nữa. Không thấy cái đó thì chắc nó nằm ở trong đây nè, nó nằm trong đây, nằm trong cái đây nè. Rồi xong. Hết rồi. Hết rồi. Rồi thì video của mình đến đây để kết thúc ha. Trong video sau thì mình sẽ dùng mấy cái công cụ đây. Rồi ô chỗ đây. Lúc đầu tìm hiểu ở đây mới tìm hiểu được cái file à, chưa tìm sổ hiểu xong luôn á. Nên là chắc video xong rồi. Rồi bên đây chưa tìm hiểu nữa. Chắc còn 2 video nữa. Rồi, thôi thì tới đâu tới đó. Rồi video đến đây là kết thúc, hẹn gặp bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt nhé.